Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai náo loạn, chủ soái bỏ chạy, lính bị hốt trọn ổ, quẳng vào lò. Chỉ mới mấy ngày vừa qua tại Đồng Nai đã xảy ra liên tục các tình trạng bắt bớ rất nhiều người. Riêng vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ít nhất có 11 người bị cho vào tù, trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy. Vụ án này hứa hẹn sẽ bùng nổ đến Quảng Ninh. Đây được xem là vụ án lớn, nó lớn không phải vì nhiều người bị bắt mà vì nó có dính dáng đến vai trò của ông Thủ tướng đương nhiệm. Ngay tại Quảng Ninh, nơi có lưu lại những việc làm của ông Phạm Minh Chính, thời là bí thư tỉnh ủy, đang có ông Đinh Văn Nơi đóng quân ở đây. Đồng Nai vốn là một tỉnh giàu, là một trong tứ giác kinh tế của miền Nam gồm Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có Sài Gòn là trung tâm và ba địa phương còn lại là vệ tinh. Nếu ông Tổng đánh động nơi này thì Sài Gòn cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đây là hình ảnh chủ soái đã trốn chạy từ năm 2021 đến nay. Tại Đồng Nai hiện nay, ông Tổng cho đánh án liên quan đến ông cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Quang Sáng, người đã đánh hơi bỏ trốn vào hơn một năm trước đây rồi. Hồi tháng 2 năm 2021, ông Phạm Quang Sáng, cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, bị khởi tố về tội vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi công an ập đến nhà thì ông ta đã bỏ trốn. Tương tự như Hồ Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, vụ án này cho đến nay đã khá lâu. Không hiểu sao công an tỉnh Đồng Nai lại khui lại và bắt thêm nhiều người nữa. Được biết vào ngày 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam với ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt thêm bà Trần Thị Huỳnh Phương, Huỳnh Hương, trưởng phòng quản lý khoa học, công nghệ, cựu kế toán trưởng của Sở. Cả hai bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Hiện nay, tình hình ở tỉnh Đồng Nai đang hết sức căng thẳng. Tỉnh này vừa bị Trung ương đưa quân về bắt bớ, vừa nhận chỉ đạo từ Trung ương phải khui những vụ án cũ để tiếp tục bắt người. Công an tỉnh Đồng Nai thì nhận nhiệm vụ xử lý vụ án cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và chính ông Tô Lâm xử lý vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Công an tỉnh Đồng Nai cũng có dấu hiệu chần chừ nên đã bị Trung ương thúc ép. Đây là hình ảnh giờ lính của ông Phạm Quang Sáng đã bị hốt trọn ổ. Ông Trọng đang muốn cho gồm máy từ Trung ương đến địa phương cùng quay chung một nhịp. Nhiều vụ án dung chuyển Trung ương không ra tay mà thúc giục địa phương phải tiến hành. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tô Lâm cũng thúc công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý Tất Thành Cang và hiện nay tại Đồng Nai cũng như thế. Mục đích của việc Trung ương và địa phương cùng càn quét là để ông Tổng cho những quan chức chưa bị bắt nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, không an toàn. Nguyên nhân công an tỉnh Đồng Nai chần chừ chưa hốt những thuộc hạ của ông Phạm Quang Sáng cũng vì mối quan hệ quyền lợi chằng chịt. Nếu công an địa phương đánh vào quan chức cùng tỉnh thì rất có thể rơi vào trường hợp ta đánh ta. Với việc thúc công an địa phương tóm cổ đàn em của ông đào tẩu Phạm Quang Sáng, ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn gửi đến bất kỳ ai chưa bị bắt và là nếu người nào bỏ trốn thì đàn em cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Tại Đồng Nai hiện nay có một ông trùm mà ông Trọng chưa hề dám đụng đến. Hôm nay ông Tổng cho bắt bớ khắp nơi thì có lẽ ông Lê Hoàng Quân khó mà ăn ngon ngủ yên cho được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho bắt rất nhiều người ở Đồng Nai. Không biết ông Trọng chọn Đồng Nai để đánh mạnh vì lý do gì? Là để đánh ra Quảng Ninh hay đánh vào Sài Gòn thì cũng chưa rõ. Và cũng có thể ông Trọng chọn đánh nơi này rồi lấn ra cả Quảng Ninh và Sài Gòn cũng không nên. Hiện nay có rất nhiều con cá lớn, có lẽ từ Đồng Nai đánh vào Sài Gòn gần hơn là đánh ra Quảng Ninh, vì Quảng Ninh là nơi có liên quan đến thế lực rất lớn đang nắm quyền tại Hà Nội nên sẽ khó hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự cay đắng của Nguyễn Văn Thể phải cảm ơn người đã quật ngã mình. Thực sự những quan chức trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bị đánh bật ra khỏi chiếc ghế hoặc bị tống vào tù thì họ sẽ cảm thấy bất công. Không ai nói ra nhưng ai cũng biết đã làm quan chức thì ông nào không ăn đây. Lương có đủ sống đâu mà. Ở Việt Nam những người được cho là trong sạch thì người đó phải là cao thủ trong việc che đậy. lương chủ tịch nước chưa tới 20 triệu đồng mỗi tháng, lương bí thư tỉnh thì càng thấp hơn, nhưng người ta không màng đổ túi tiền để mua cho mình một chức vụ thấp trong bộ máy chính quyền, và cứ như thế họ ngày một leo cao. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Được biết, vào năm 2016, bà Châu Thị Thu Nga cũng đã từng thừa nhận trước đây bà đã bỏ ra tới 30 tỷ đồng, tức là tương đương với 1,5 triệu đô la thời điểm đó, để mua chiếc ghế tại đại biểu Quốc hội hữu danh vô thực. Cứ như vậy mà suy ra những giá trị khác, những ghế mà có quyền lực thì dễ kiếm tiền nên giá nó cũng khác. Dân gian có câu tiền nào của đó. Thực ra dùng từ mua ghế thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phản bác ngay. Tuy nhiên họ lại thừa nhận quan chức của họ tham ô hoặc ăn hối lộ. Thực ra mua ghế chính là hình thức hối lộ để được cất nhắc, và mỗi chiếc ghế có giá trị của nó. Vậy nên người nào làm chính trị giỏi ở chế độ này thì người đó phải biết dùng ghế để làm tiền, và dùng tiền đó để mua chiếc ghế cao hơn. Mà đã làm ăn thì phải có lời. Ngoài những đồng tiền bẩn mà họ dùng để hối lộ cho nhau thì họ cũng kiếm rất nhiều tiền để dành sau này. Cho nên không doanh nhân nào kiếm tiền dễ bằng quan chức cả. Có điều là quan chức có nhiều tiền thì giấu chứ không khoe khoang ra. Vì ai ai cũng thế nên việc ông Trọng bắt người này mà bỏ người kia thì luôn tạo cảm giác rằng họ bị đối xử bất công. Nhiều Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khi ra trước tòa thì cay đắng rằng nếu bắt ông thì cũng phải bắt lãnh đạo của ông. Ý ông ta ám chỉ là kẻ chủ mưu Lê Hoàng Quân sao không bị bắt mà lại bắt ông. Bản thân ông Nguyễn Thành Tài bị bắt là không oan, tuy nhiên không bắt ông Lê Hoàng Quân là không công bằng cho ông Nguyễn Thành Tài. Đây là hình ảnh dù bị quật nhưng ông Thể vẫn nói lời cảm ơn người đã quật mình. Trở lại câu chuyện của Nguyễn Văn Thể, ông Thể bị đá văng ra khỏi chiếc ghế hoàn toàn không oan. Tuy nhiên người tiền nhiệm của ông là ông Trương Quang Nghĩa chưa chắc gì trong sạch. Vấn đề bốt bẩn đã hoành hành từ nhiều đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhưng người thì bị bắt, người thì hạ cánh lại an toàn. Át hẳn ông Nguyễn Văn Thể cũng cảm thấy ông Nguyễn Phú Trọng đối xử bất công với ông. Đặc trưng của việc triệt hạ tham nhũng là đấu đá nội bộ, nên tùy phe mà hay bị hay không bị cho vào lò. Trước đây ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường bị ông Trọng bắt bỏ tù với liên quan đến vụ án út chọc, trong đó Nguyễn Văn Thể cũng đã có liên quan, nhưng ông Trọng lại tha cho ông Thể. Nguyên nhân là lúc đó ông Trọng đang cần dùng ông Thể. Tuy nhiên trong chính trị thì không có tình nghĩa, khi cá nhân nào hết giá trị sử dụng thì sẽ bị đào thải, và hiện nay ông Nguyễn Văn Thể bị đá văng khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đầy quyền lực và lắm bổng lộc. Bị người ta vắt chanh bỏ vỏ, ắt ông Thể cũng chùa chát lắm, nhưng vẫn phải nói lời cảm ơn trước những sự đập nát sự nghiệp chính trị của mình, bởi đơn giản đó là sự lựa chọn tốt nhất của Nguyễn Văn Thể. Hiện tại ông Thể chỉ mới bị loại ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng. Ông Thể hiện nay có hai ngả để đi. Một là nhà ông, hai là vào trại giam. Vì thế nếu không biết lễ phép thì việc ông Thể vào trại giam đoàn tụ với ông sếp Đinh La Thăng và đồng nghiệp Nguyễn Hồng Trường là điều khó tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Quan chức của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ai cũng thích được tâng bốc, thích được nịnh hót và thích được làm uy với cấp dưới. Việc ông Thể cảm ơn ông Trọng cũng để tôn cái uy của ông Trọng, nhờ đó mà có thể ông Trọng sẽ chiếu cố tránh cho ông khỏi nhà tù với chiếc áo sọc đỏ đen hoặc sọc trắng ghi đặc trưng.